trắng. Cậu thử nhìn những bức xanh mà tớ đang xem. Có gì sao? Cậu có nhìn thấy ở đây là những hình ảnh gì không? Thì đều là những hình ảnh này, có hồ này, có nước này, có các bạn động vật này, có cây cối. Nhưng cậu có thấy là bức tranh này có điểm gì giống nhau không? Giống nhau à? Thò thử nhìn kỹ xem. Có hồ nước này. Ừ. Tất cả các bức tranh đều có hồ nước. Đúng rồi. Ừ, thì sao? Nhưng có hình ảnh gì này? À, ở dưới mặt hồ đều phản chiếu những đồ vật ở ngay bên cạnh đúng không nào? Đó. Ừ, giống như bức tranh này thì sẽ phản chiếu một hình ảnh tương tự này. Cây này, ở dưới này thì là đá này. Ừ. Ở dưới này thì có một bạn thiên nga này. Và ở dưới nước cũng có hình ảnh của một bạn thiên nga đúng không? Wow, ở đây có tận hai bạn thiên nga liền á? Ừ, không, chỉ có một thôi. Nhưng mà mèo Mu đang thắc mắc là tại sao lại có thể như vậy được nhở thỏ? À, thì đó là vì những bề mặt trơn như là nước này, gương này có thể phản chiếu hình ảnh của vật thể. Đây được gọi là phản xạ ánh sáng, hay còn gọi là ánh sáng quay ngược trở lại. Ánh sáng quay ngược lại? Ừ, đúng rồi. Ừ, như việc là chúng ta soi gương ý, cậu sẽ thấy hình ảnh của mình trong gương. Hóa ra là vậy à? Ừ, đúng rồi đấy. Hóa ra là vậy à thỏ? Ừ, vừa hay thì tớ đang có ý định làm một ngôi nhà bằng gương đấy. Chúng ta có thể sử dụng nguyên lý này để có thể cho cậu dễ hiểu hơn. Thế thì hay quá, chúng mình cùng bắt tay vào làm luôn thôi. Ừ, đồng ý. Mèo Moon ơi, và để làm được thí nghiệm này thì chúng ta lại tiếp tục khám phá túi khoa học diệu kỳ nhé. Và hãy cùng xem hôm nay là bên trong tiếp túi khoa học diệu kỳ sẽ có những dụng cụ nào. Thỏ hãy mở ra đi để Mèo Moon và Thỏ cùng xem. Đồng ý. Nào, 1, 2, 3. Wow, nhiều màu thế. Đúng rồi. Ở đây thì chúng ta sẽ có những mô hình ngôi nhà. Và ở mô hình ngôi nhà này thì chúng mình có phải gặp lại như những lần trước mà Thỏ giới thiệu với mèo không? Có chứ, tí nữa thì chúng ta sẽ gặp lại nhá. Nào, ở đây có những bức tường màu đỏ này, màu vàng này đúng không nào? Rồi, chúng ta sẽ tạm thời để đây nha. Tiếp theo chúng ta lại có một mô hình ngôi nhà khác. Wow, đằng này là mặt sau này. Và nhìn trong ngôi nhà này thì chúng ta có đèn này, cửa sổ này, có bàn ghế nữa đúng và không bạn nào? Gì đây? Bạn gấu bông. Ui, bạn này thật là đáng yêu. Tiếp tục thì chúng ta sẽ có băng dính trong. Đúng rồi. Và chúng ta sẽ có băng dính hai mặt. Băng dính hai mặt. Và ngôi nhà bằng gương thì chắc chắn chúng ta không thể thiếu gì nào. Thiếu gương. Đúng rồi, đây chính là gương này. Đó. Vậy là mình có mấy chiếc gương nhở Thỏ nhở? Mình có hai chiếc gương. Và cậu nhìn này, trên chiếc gương này đã được dán một miếng giấy mỏng. Chúng ta sẽ bóc cái này ra để nhìn cho rõ hơn. À, mình sẽ bóc từ góc bóc lên đó. Đúng không? Đó. Này, cậu có thể soi gương nữa này. Đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ để đây nha. Tiếp theo thì chúng ta có một sticker hình bạn nhỏ. Đây chính là người bạn trong ngôi nhà này đấy. Chỉ có một bạn sao? Đúng rồi, bố mẹ bạn ấy tạm thời đi vắng thôi. Rồi, bây giờ thì tớ sẽ hướng dẫn cậu làm một ngôi nhà bằng gương nhá. Đầu tiên, cậu nhìn thấy này, mô hình ngôi nhà số 1. Ở đây sẽ là những bức tường bao quanh ngôi nhà đúng không nào? Và nhiệm vụ của chúng ta cũng sẽ là gấp theo những đường nếp gấp có sẵn. Được không nào? Để mèo làm cái này được không? Được chứ, cậu phải có thể mèo giúp sẽ tớ nhá. Đây là những cái đường mình có sẵn mình sẽ đúng biết. Rồi, đúng rồi, ở bên trong này đã có những đường nét đứt này. Đó. Cậu có thể dán theo cái mình đường nét đứt. Mình sẽ biết đường nét đứt. Đúng rồi. Để tạo thành những bức tường đúng không? Đúng rồi đấy. Xong rồi nè. Và cậu có còn để ý không? Ở bên trong này có hai bức tường đã được sơn những hai vạch màu xanh này đấy. Để làm gì vậy? Để chúng ta có thể dán cái này lên. Đó là băng dính hai mặt. Bây giờ chúng ta sẽ bóc những miếng băng dính hai mặt này và dán lên những bức tường màu xanh. Vậy là để chúng mình sẽ dán 4 miếng băng dính vào 4 bức tường đúng không? Đúng rồi. 1 này. Đúng rồi. Thỏ bóc cho mèo đi. 2 3 ô số 3 và 4. Rồi. Bây giờ nhá, chúng ta sẽ dán gương vào những cái chỗ mà chúng ta đã dán băng dính hai mặt. Nhưng mà cậu để ý này, ở bên bức tường này còn có một cái lỗ nhỏ nữa. Tớ sẽ tách cái giấy thừa này ra. Đó.
Còn nhìn rõ hơn chưa? Nhìn rõ rồi nè. Ừ, vừa hay là hai chiếc gương của chúng ta thì cũng có một chiếc gương có lỗ. Có lỗ đúng không còn nào? Còn một chiếc gương thì không có. Thế bây giờ này, chúng ta sẽ bóc lớp giấy bảo vệ này ra để dán gương vào. Đó, mình sẽ dán cái có lỗ trước nhá. Đúng rồi, và chúng ta sẽ phải đặt như thế nào đây? Nhìn xem là lỗ nó ở đâu và chúng ta sẽ phải đặt vừa khít nó luôn. À, đấy, cậu nhìn thấy chưa? Đó. Rồi. Rồi, cậu có thể giúp tớ dán chiếc gương còn lại nữa không? Đây, mèo Mu sẽ dán giúp thỏ nha. Ừ. Mình sẽ bóc băng dính này. Ừ. Đối với chiếc gương bên này thì mình không cần phải. Đúng rồi, bởi vì xem nó là không lỗ có nằm cái ở lỗ đâu đúng không? Chúng ta cứ dán vừa khít với bức tường là được. Đó. Được chưa nào? Được chưa? Ok. Vậy thì bây giờ nhá. Người bạn nhỏ này nhá. Cậu nhìn này. Chúng ta sẽ bóc sticker hình người bạn nhỏ này ra và chúng ta sẽ dán ở bên chiếc gương có lỗ. Thỏ sẽ dán vào đây ở bờ tường bên này. Và mèo Mu nhớ nhá, rõ ràng là thỏ đã dán vào chiếc gương có lỗ ở bên này nhá. Bên này có ai không? Không, không hề đúng không nào. Bây giờ thì chúng ta sẽ đóng ngôi nhà lại. Đóng ngôi nhà lại. Đây là cái mái này. À, màu đỏ này chính là cái mái này. Và bây giờ nhá, mình sẽ phải dùng băng dính trong để cố định lại đúng không? Tạo thành cái mái này. Đó. Và để ngôi nhà này chắc chắn hơn nữa, bạn ấy không thể đứng như thế này được đúng không nào? Rất là yếu. Thế nên là bây giờ chúng ta sẽ lắp cái bức tường này vào bên trong thế này. Và ở trên bức tường này thì cũng đã có những cái khe được lắp sẵn như này này, cậu nhìn thấy không? Có, mèo Mu nhìn thấy rồi. Đấy. Có 4 chiếc khe nè. Bây giờ thì chúng ta sẽ tách ra và chúng ta nhìn này. Mình sẽ gài vào cái phần thừa đúng không? Đúng rồi, chúng ta sẽ gài vào như thế này đấy. Rồi. Mèo Mu có thể giúp thỏ không? Đấy. Giỏi quá. Cái này thật dễ mà. Thế này thì chắc chắn là các bạn nhỏ đều có thể làm được rồi đúng không nào? Đó. Gì nữa không à thỏ? Còn một cái giấy này này. Có một cái cuối cùng. Mèo Mu không để ý. Vậy là chúng mình có 5 khe liền để cố định ngôi nhà này. Đúng rồi. À, bây giờ chúng ta đã có một ngôi nhà xinh không nào? Xinh quá đi. Chúng ta có thể trang trí ngôi nhà này ở bàn học của chúng mình cũng được này đúng không nào? À, bây giờ một điều bí mật là cậu còn nhớ cái lỗ này không? Tôi có. Bây giờ cậu sẽ nhìn vào cái lỗ này và cậu sẽ thấy có một người bạn xuất hiện đấy. Và cậu nhớ và cậu nhớ này, nhắc lại cho tớ này, ở bên trước gương có lỗ thì có dán cái gì nào? Có dán một sticker bạn nhỏ. Đúng rồi, và trong ngôi nhà thì chỉ có một bạn thôi. Bây giờ cậu sẽ nhìn vào chiếc gương có lỗ này đi. Cậu sẽ thấy gì nào? Ô, sao lại có bạn nhỏ đứng ở bên này? Ồ, đúng rồi, tại sao thế nhỉ? Rõ ràng là chúng ta đã để bạn nhỏ ở bên bức tường bên này cơ mà. Và cậu lại nhìn thấy một bạn nhỏ ở bên bức tường bên này nữa đúng không nào? Sao lại có hai bạn nhỏ trong ngôi nhà này à? Thật là tuyệt vời đúng không? Hay quá. Cậu thử nhìn lại một lần nữa xem có phải mình hoa mắt không nào. Tớ thấy bạn ấy đứng ở đây mà. Đúng rồi đấy. Tại sao vậy thỏ? Vậy thì tớ sẽ giải thích cho mèo Mun và các bạn hiểu hơn nhé. Đó là vì khi gặp gương này, ánh sáng sẽ bị bật ngược lại. Hiện tượng này được gọi là phản xạ. Khi gặp gương thì ánh sáng sẽ bật ngược lại. Hiện tượng này gọi là phản xạ. Việc gương phản chiếu hình ảnh của chúng ta có thể nhìn thấy mình trong gương. Đó là do phản xạ của ánh sáng. Và khi để vật giữa hai chiếc gương thì vật có thể phản xạ một lần nữa và gương này sẽ phản xạ và tiếp tục được phản xạ ở gương tiếp theo. Ôi hay thật đấy. Hóa ra đó là lý do từ trước đến giờ chúng mình có thể nhìn thấy mình trong gương đúng không? Đúng rồi, và đó cũng là lý do tại sao mà khi tớ đặt bạn nhỏ ở giữa hai chiếc gương này mà chúng ta lại có thể nhìn thấy bạn ở cả hai chiếc gương đúng không nào? Tớ lại cứ tưởng là trong nhà này có hai bạn nhỏ mà. Không phải đâu. Và tớ còn có một câu đố để đố cậu nữa đấy. Câu đố gì đấy? Vậy đố mèo này, ngoài gương ra thì cậu còn có thể nhìn thấy những vật nào có khả năng phản chiếu giống như là gương nào? Để mèo nghĩ xem nào.
Xung quanh chúng mình có gì nhở? Có cửa sổ. À, kính ở cửa sổ, đúng rồi. Màn hình tivi. Đúng rồi, chúng ta có thể nhìn thấy bóng của chúng ta khi soi vào màn hình tivi này, đúng không nào? Ngoài ra, Mèo Moon nhớ là có một lần Mèo Moon đã soi được mình ở trong chiếc thìa khi đang ăn đấy. Đúng rồi, chúng ta có thể soi vào những chiếc thìa có dạng inox, đúng không nào? Những vật này đều có thể phản chiếu hình ảnh của chúng ta. Và cậu đã hiểu rõ vì sao gương này hay là bề mặt nước đều có thể thu được hình ảnh chưa? Rồi chứ, có, đó là do phản xạ của ánh sáng đúng không? Ừ, đúng rồi. Vậy là thời lượng phát sóng của chương trình đến đây là hết rồi. Thỏ Trắng này và Mèo Moon. Mèo Moon ơi, đến giờ chào các bạn rồi đấy. Cậu hãy nhìn vào đây nào. Tôi đang khám phá cái này thấy hay quá. Sao phải tạm biệt các bạn rồi. Tí nữa chào xong thì chúng mình có thể xem tiếp mà. Vậy thì hẹn gặp lại các bạn vào số tiếp theo của Khoa Học Diệu Kỳ nha. Còn bây giờ Thỏ Trắng và Mèo Moon xin chào.